Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long, trung tâm bảo hành máy tạo khói sân khấu các mã tại Hà Nội Việt Nam, bao gồm là có các cái phần dơ le các bác nhé. Bên em luôn có hàng sẵn này, dơ le cho máy tạo khói này, củ nóng từ 400 cho đến 3000W nhé các bác nhé. Đây có loại 1000W này, củ nóng này. Đây là bơm này. Bơm thì sẽ có từ 400 cho đến 3000W nhé. Đây là điều khiển này, các bác hỏng hóc thay thế thì sẽ rất là tiện nhé. Đây là củ khiển này. Củ khiển cho các dòng máy tạo khói. Đấy. Nhiều lắm. Cái đây là củ nóng 3000W các bác nhé. Củ nóng 3000W. Đây là củ nóng 1500W, 1800W ở trên thị trường đấy. Có thể thay thế cùng với nhau được. Đây là củ nóng 400W này. Đây là củ nóng 3000W này. Đây là củ nóng 1500W và 1200W có thể thay vào được đây. 1100 cũng có thể thay được. Cái này sẽ mở ra tùy từng máy của đơn vị đặt tên nha các bác nhé. Cái công suất ở trên thị trường thì sẽ hơi nhạy cảm một chút, vì có thể là công suất thật chỉ có 400 nhưng in 500, in 600, in 700, in 800, thì cái này mỗi bên sẽ in một kiểu khác nhau. Và đến đây thì bên em sẽ mở ra và xem cái củ nóng của nó là củ gì, thì bên em sẽ thay vào cho cái củ đấy cho phù hợp. Rồi đến với bên em thì các bác an tâm rằng là tốc độ sửa máy thì vô cùng nhanh chóng nhá. Bởi vì hầu hết là có sẵn linh kiện để thay thế mới, cho nên là đã hỏng thì thay luôn chứ không sửa chữa làm gì cho nó mệt cả. Đấy. Rất là sẵn nhiều linh kiện, còn ở trong kho nữa. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá. Các bác nhá.